Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Hello, xin chào anh em đã đến với HCG Club và mình là Nam Dương. Đây là loạt series top những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại server Hàn. Và hôm nay sẽ là kỳ tháng 3. Không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi ngay vào danh sách nhé. Đầu tiên thì đó sẽ là ở vị trí ST. Như anh em cũng có thể thấy được thì hiện tại tỷ lệ chọn dành cho Son Heung-min, Lewandowski và Kylian Mbappe đang là dẫn đầu với những ST ở mùa thẻ 22 TI. Và nó đang có xu hướng là tiếp tục tăng. Và nó cũng đang đủ tốt để giúp cho ba cái gương mặt này xuất hiện tại top tier ST. Dĩ nhiên là server Việt thì chúng ta có cái tên thứ 12 của mùa thẻ TI, đó chính là CR7. Còn server Hàn nó là Son Heung-min, thì thực ra thay thế vị trí này cũng ok thôi. Về trường hợp của Lewandowski ấy, thì mùa thẻ 22 TI này nó đã hoán đổi vị trí so với mùa thẻ 21 TI rồi. Cũng dễ hiểu lý do thôi, đó chính là cái mùa thẻ 22 TI này nó ngon hơn tương đối so với cái phiên bản cũ của anh chàng này ở mùa thẻ 21 TI. Trước cái bản update gameplay 7.0 này thì việc dự đoán là Takarada có thể sẽ quay trở lại. Tuy nhiên thì nó hoàn toàn là sai lầm. Khi mà kỳ thực cái lối chơi phòng ngự phản công ZW cùng với lại việc sử dụng huấn luyện viên xâm nhập, nó đã khẳng định được cái giá trị khi mà đạt được cái hiệu quả về tấn công cũng như là dễ dàng để tiếp cận khung thành đối phương. Cũng bởi lý do đó mà những ST với phong cách chơi với bản chất là dựa trên tốc độ và khả năng chạy chỗ di chuyển thì vẫn được ưu tiên sử dụng hơn rất là nhiều. Và một lần nữa thì chúng ta có thể thấy được cái giá trị vượt trội của những cái mùa thẻ Toti này nó áp đảo hoàn toàn so với các cái mùa thẻ khác. Nó sẽ sẵn sàng thay đổi cái cục diện bảng xếp hạng khi mà ra mắt cùng giai đoạn ở các năm khác nhau. Và có lẽ là anh em sẽ phải đợi đến tháng 6 khi mà cái mùa thẻ TOTS ra mắt thì khả năng cao là mới có thể xoay chuyển cái danh sách này được. Nhưng mà thực sự để có thể thay đổi được danh sách này thì mình nghĩ là tương đối khó khăn khi mà đây đều là những cái tên rất là chất lượng rồi. Ngoài những cái tên trong danh sách anh em đã thấy thì mình cũng recommend cho anh em hai cái tên, đó chính là Seva mùa Cap và Kevin Volland mùa thẻ 21 TS, dùng cũng khá là chất lượng nhưng mà hơi đáng tiếc là nó không có cơ hội góp mặt trong cái danh sách này. Anh em có thể tham khảo nhé. Tiếp theo thì đó sẽ là vị trí LM. Thì ở vị trí chạy cánh này vẫn là sự áp đảo của những team caller hàng đầu như là Bayern Munich, Real Madrid và Chelsea. Và đó là những cái tên rất là chất lượng mà chúng ta đã quen mặt rồi. Ở kỳ này chúng ta sẽ có sự góp mặt của một cái tên mới trong danh sách, đó chính là cầu thủ thuộc biên chế của Chelsea, đó là Mason Mount ở mùa thẻ 22 TI. Về trường hợp của Mason Mount thì đây là phiên bản được nâng cấp một cách vượt trội và toàn diện từ thể hình, thể chất, tốc độ cho đến khả năng sút bóng của cầu thủ người Anh. Rất xứng đáng để góp mặt trong top tier này và đó là một cái sự bổ sung chất lượng cho vị trí chạy cánh của team Chelsea nữa. Với vị trí RM thì vị trí này cũng tương tự như là LM thôi. Trong danh sách này thì chúng ta có sự xuất hiện lần đầu tiên của Kiesa mùa thẻ 22 TI. Và với một mức lương 24 cho vị trí cánh thì đây là một con số tương đối cao. Với cái mùa thẻ trước đây của Kiesa đó là E21 thì nó cũng tương đối ở mức khá. Nhưng mà phải đến phiên bản TI này thì chỉ số tạt bóng và thăng bằng mới được nâng cấp một cách rất là đáng kể. Phong cách chơi của Kiesa thì chủ yếu dựa trên là tốc độ và khả năng xâm nhập vùng cấm. Khá là phù hợp cho những sơ đồ như là 4-2-1-3 hay là 4-1-2-3. Và có một số những cái tên không có trong danh sách nhưng mà giá trị sử dụng vẫn rất là cao mà anh em có thể tham khảo ở tại meta này, đó chính là Pedro BTB này, Eden Sakuri mùa thẻ E21 này, Kevin De Bruyne mùa thẻ 21 TI này. Tiếp theo sẽ là vị trí CM. Trừ hai cái tên quốc dân của Hàn Quốc ra thì chúng ta vẫn có top 1 là sự xuất hiện của Ruud Gullit và Kevin De Bruyne với tỷ lệ pick rất là vượt trội. Đặc biệt là với cái sự xuất hiện với phiên bản 22 TI của Kevin De Bruyne. Theo mình thấy là qua hầu hết những cái phiên bản TI đã qua thì Brainer vẫn là một trong những người giữ được phong độ và cái chất lượng nhất ở các mùa thẻ. Ở phiên bản 22 TI này thì Kevin được nâng cấp lên rất nhiều về khả năng phòng thủ nhưng khả năng tấn công thì nó lại không thực sự đáng kể, nên Kevin phiên bản này đang được ưu tiên cho vị trí CM nhiều hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được cái vị trí sở trường là CM của tiền vệ người Bỉ được. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy được là ở video kỳ trước là chúng ta có sự cạnh tranh của mùa thẻ 21 Tốt S và 22 TI của Thomas Muller. Tuy nhiên thì đến cái số này thì phiên bản 22 TI đã thay thế hoàn toàn 21 TS trước đó. Chắc chắn đây là cái điều mà anh em hoàn toàn có thể cân nhắc khi mà đưa ra sự lựa chọn giữa cái mùa thẻ 22 TI hay là 21 TS của Thomas Muller. Về trường hợp của Karim Benzema thì dù đã qua rất là nhiều mùa giải
nhưng với các cái chỉ số thành phần quan trọng thì nó lại không thực sự có nhiều biến động. Thế nên là với những mùa thẻ như là E21 này hoặc là 21DI vẫn là vừa đủ dùng và phù hợp với tài chính của anh em để anh em đầu tư. Tiếp theo thì đó sẽ là ở vị trí CDM, thì vẫn là cái tên BlackMC vẫn đứng đầu danh sách này thôi. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy được mức tăng nhẹ của hai cái tên Toti ở kỳ trước, đó chính là Marco Llorente và Leon Goretzka. Còn về căn bản thì những cầu thủ trong danh sách ở vị trí này không có sự xáo trộn nào đáng kể cả. Tiếp theo thì đó sẽ là ở vị trí CM, xu hướng người chơi sử dụng những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt hơn đang được ưu tiên lên. Cũng như đã đề cập ở phía trên thì việc Rainer 22 xuất hiện ở vị trí này là điều dễ hiểu với việc được búp thêm khả năng hỗ trợ phòng ngự tương đối nhiều cho anh chàng này. Chỉ hơi đáng tiếc là meta hiện tại lại không sử dụng nhiều những sơ đồ mà có sử dụng vị trí CM này. Tiếp theo thì đó sẽ là ở vị trí CB, những cái tiêu chí là tốc độ và thể hình thì vẫn đang là những thứ được ưu tiên lên hàng đầu vị trí này. Với mức lương chủ yếu thì hiện tại nó đang dao động từ 18 đến 21. Nhưng cái sở thích thời gian trước đây đó là dùng hậu vệ cánh kéo vào vị trí CB nó không còn thịnh hành như trước, trừ trường hợp của Lucas Hernandez. Lý do là bởi meta hiện tại cũng đang có sự xuất hiện nhiều của những cái đường tạt khi mà tấn công ở bên hai cánh. Nhìn chung thì với việc đầu tư lương vào vị trí trung vệ là có vẻ đó đang hạn chế hơn so với vị trí ST. Tuy nhiên thì với team Color 22TI và mức lương cao hơn thì chúng ta vẫn sẽ có một số cái tên mà anh em nên cân nhắc sử dụng, đó chính là Walker, Shaw hay là Theo Hernandez, là những cái tên ưa thích được sử dụng ở xe vừa Hàn bởi những cầu thủ này đang sở hữu tốc độ và thể hình thể chất tương đối là ấn tượng nhưng chưa may mắn là lọt được vào cái danh sách này. Tiếp theo đó sẽ là ở vị trí LB, vẫn là những cái tên rất là quen thuộc như là Theo Hernandez, Alfonso Davy, David Alaba đều với mức lương 9 trở lên. Ở cái ngưỡng lương mùa lai này thì có phần tăng nhẹ do việc sử dụng những cầu thủ Toti có phần gia tăng. Nhưng mà cũng vẫn phải kể vào đó là những cầu thủ với mức lương 15-16 thì vẫn đang được sử dụng rất nhiều. Ở vị trí RB thì cũng tương tự như là LB, những cầu thủ với mức lương dao động tầm 9-10 cũng đang có lượt pick tăng nhẹ do việc sử dụng những cầu thủ Toti nhiều hơn. Chúng ta vẫn có thể thấy được những cầu thủ ở mức lương 15-16 cũng được sử dụng tương đối nhiều. Và cuối cùng đó sẽ là ở vị trí GK, cũng không có nhiều xáo trộn nhưng tỷ lệ pick lại gia tăng dành cho củ tỏi LH và Cho H mùa thẻ TC. Trường hợp của thủ thành người Anh này có thể coi là sự lựa chọn ổn áp nhất trong khung gỗ của team Color Man City. Và cũng như cái vị trí LBRB, tỷ lệ pick dành cho GK lương thấp như là Azeola, Mendy hay là Nick Pope vẫn tiếp tục tăng do là người chơi đang muốn dành quỹ lương nhiều hơn dành cho những cầu thủ Toti. Vừa rồi thì đó là danh sách top những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại server Hàn tháng 3. Và nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.